xét, nếu mà sai cho nó về bình thường cũng được. Đấy, còn không thì cộng là dấu cộng này. Đây, nó có dấu này nữa, muốn di chuyển nó đến đâu cũng được. Nhích nó ra đây hoặc là kéo lên trên kia cũng được. Đây nó đang thẳng xe rồi đúng không? Đúng rồi, đây đang thẳng. Cái này anh nhân dấu cộng kéo lên rồi, nó bằng nhau rồi. Xong rồi ấn lưu thôi, ấn saver này đấy. Em tưởng là cho cái hình mắt cam lên nữa. Không, anh thấy góc chữ ngắn quá, anh không biết. Nờ. Anh không biết chỉnh, nó thấy nó ngắn, nó gần đấy. Vâng. Nhìn cảm giác nó đi nó không quen. Nó sẽ hiển thị này. Thì lúc anh xem lại nó sẽ có. Xem lại ở đâu ý? Qua bảo đi. Anh chạm lên màn một lần này. Bấm nút này, playback đầu tiên này. Cái hình biểu tượng là máy quay này. Đây là có cái video. Đây nó có ngày tháng này, có giờ này. Anh bấm vào xem. Cái này là anh chụp ảnh nó mới có hình như thế này. Rồi.